Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh tay chân miệng vào mùa sớm xuất hiện trẻ có biến chứng nặng. Phú Yên, 51 giáo viên bất ngờ bị dừng hợp đồng lao động. Hải Phòng, phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng. Cảnh báo phân bón kém chất lượng khiến vườn tiêu rụng lá. Mở đầu chương trình là thông tin cảnh báo về y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận trẻ bị tay chân miệng. Hiện khoa nhiễm của bệnh viện có khoảng 50 đến 60 trẻ mắc căn bệnh này. Theo bác sĩ, năm nay dịch bệnh đến sớm hơn 2 tháng so với mọi năm và xuất hiện trẻ có biến chứng nặng cấp độ 3. Hiện khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận khoảng 60 bệnh nhi đang điều trị bệnh tay chân miệng. Trong đó có những tháng không phải vào mùa dịch, số ca chỉ hơn 20, cao nhất là 30. Con số này chỉ phản ánh một phần nhỏ, bởi khi mắc bệnh này, khoảng 90% bệnh nhi có thể được điều trị ngoại trú. Cao điểm của dịch tay chân miệng thường rơi vào tháng 10, tháng 11. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mùa bệnh, nhưng hai tuần nay số bệnh nhi tăng liên tục. Trong đó có những em biến chứng nặng phải thở máy. Hôm nay là lạ chỗ là lớn. Khoảng tháng 6, tháng 7 nó càng dần lên, bắt đầu số ca nó nhiều hơn và thỉnh thoảng cũng có ca biến chứng. Và lúc trước thì trong phòng cấp cứu thì không có bệnh độ 3, sau này nó có độ 3 và vừa rồi con em thở máy. Dù không có những số liệu thống kê gây tác động mạnh như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng là một căn bệnh nguy hiểm được các chuyên gia đặc biệt lưu ý trong mùa này. Để tránh nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là phòng bệnh như rửa tay và cách ly. Phát hiện trẻ bị bệnh, phụ huynh phải cho trẻ nghỉ học và thông báo với cô giáo để nhà trường có biện pháp vệ sinh, khử trùng, tránh lây mầm bệnh cho trẻ khác. Thưa quý vị, trong khi cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực để kéo giảm tình trạng ùn tắc quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thì gần đây có rất nhiều tài xế xe ôm công nghệ chọn khu vực trước cổng sân bay để đậu, đổ chờ đón khách. Việc dừng đổ lộn xộn, thậm chí chạy ngược chiều của các tài xế này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn góp phần khiến giao thông tại cửa ngõ sân bay thêm phức tạp hơn. Sau đây là ghi nhận của chương trình. Đây là hình ảnh dễ bắt gặp tại trước cổng ra vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Từng tốp các tài xế xe ôm công nghệ như Grab, Uber vô tư dừng đổ chờ đón khách ở khắp nơi. Điều đáng nói, các tài xế này không những không dừng đổ đúng nơi quy định mà còn cố tình tràn cả xuống lòng đường, vỉa hè, thậm chí kể cả vào đường ngược chiều để đón trả khách. Thực trạng trên không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn góp phần gia tăng ùn tắc vốn đã phức tạp trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất. Để chấn chỉnh, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền và xử phạt các trường hợp tài xế xe ôm công nghệ cố tình vi phạm luật giao thông. Gặp các lực lượng chức năng á thì các phương tiện này lại bỏ đi, lực lượng chức năng đi qua thì các phương tiện này lại quay ngược trở lại. Đơn vị sẽ tăng cường phối hợp cùng với các lực lượng chức năng để xử lý các vấn đề phức tạp, các phương tiện đậu đổ đi ngược chiều ở trên cái tuyến xung quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh sự đa dạng của các loại hình vận tải hành khách tại khu vực sân bay, thì sự xuất hiện của xe ôm công nghệ ở khu vực này cũng đã mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cho người dân. Tuy nhiên, nếu không có sự quản lý chặt chẽ, sắp xếp điểm đón trả khách hợp lý, thì hoạt động tự phát của các tài xế xe ôm công nghệ sẽ làm mất đi hình ảnh văn minh đô thị, mất an toàn giao thông trước cửa ngõ sân bay. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 8, 51 giáo viên hợp đồng ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở đang giảng dạy ở các trường thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên được mời đến Ủy ban Nhân dân huyện để nghe thông báo cho dừng hợp đồng lao động ngay trước thềm năm học mới, khiến cho nhiều giáo viên bức xúc. Cụ thể, có 7 giáo viên ở cấp tiểu học và 44 giáo viên ở cấp trung học cơ sở. Hầu hết các giáo viên này có thời gian hợp đồng làm việc từ năm 2011. Một số giáo viên trong quá trình công tác được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Điều đáng nói là việc chấm dứt hợp đồng lao động không được thông báo trước cho các giáo viên. Tụi em dạy được 6 năm rồi, mà giờ nó là cắt hợp đồng. Do tụi em đâu có biết làm cái gì đâu. Đặc biệt là em là trong thời kỳ mang thai là không có ai tuyển em vào làm cái gì hết. Là
nghe cái thông tin này là sốc lắm, mà ảnh hưởng đến cái tâm lý, tư tưởng, kinh tế gia đình, làm cho mình bị mất phương hướng ấy. Các văn bản chỉ đạo làm cơ sở dừng hợp đồng lao động gồm kết luận của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên về thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Việc giải quyết số hợp đồng lao động là giáo viên không trúng tuyển trong kỳ thi viên chức giáo viên. Tuy nhiên, dù với chủ trương nào thì việc 51 giáo viên được thông báo dừng hợp đồng lao động trước thềm năm học mới đã tạo một cú sốc trong đội ngũ giáo viên. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần có giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm tình trạng này, không chỉ ở Phú Yên mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước. Thưa quý vị, từ nhiều ngày nay, trên dòng sông Cu Đê, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nước sông đã chuyển màu bất thường, gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Bà con mong muốn chính quyền địa phương sớm vào cuộc để làm rõ lý do vì sao có hiện tượng này. Đây là những hình ảnh ghi lại được chiều ngày 8 tháng 8 tại khúc sông Cu Đê, đoạn chảy gần cầu Nam Ô, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nước sông đổi màu đỏ đục ngầu. Theo một số người dân địa phương, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra trước kia. Cách đây trong vòng khoảng một tháng là tình trạng nước nó đỏ như thế này. Thì ở đây là các địa phương dân họ mưu sinh, có nhiều người ở trong đó họ còn làm cá, họ mưu sinh đánh dòng sông đây. Cho nên là nước nó đỏ là cá nó đi hết. Nên cuộc sống họ thất thu, họ không có để họ tiêu hàng ngày, cho nên họ phải phản ánh lên cấp trên. Hiện tượng dòng sông Cu Đê đổi màu bất thường như thế này đã gây khó khăn không nhỏ đến cuộc sống của một số hộ dân đánh bắt nuôi trồng thủy sản trên sông. Nhưng mà tao có cái nghề biết bao nhiêu lần đi, nhưng mà không xử lý được vì giờ cầu làm của quốc của tôi là nuôi trong này là chết hết toàn bộ, không còn một sống sót một con nồi, giờ có nuôi là cũng được, sống gia đình giờ rất chật vật vậy, không làm gì được hết. Dòng sông Cu Đê đổi màu một cách bất thường không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương mà còn gây hoang mang trong dư luận. Các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng nên sớm vào cuộc xác minh nguyên nhân để người dân an tâm sinh hoạt và sản xuất. Tiếp theo là một số tin nông nghiệp đáng chú ý khác. Thưa quý vị, do lo ngại tình trạng cung vượt cầu, mới đây tỉnh Đồng Nai đã quyết định tạm dừng trình hồ sơ hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai đến các sở ngành và các đơn vị có liên quan trong việc tạm dừng xử lý hồ sơ hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực chăn nuôi heo. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, theo quy hoạch đến năm 2020, heo của Đồng Nai sẽ đạt tổng đàn 2 triệu con. Tuy nhiên, mới đầu năm 2017, tổng đàn heo đã đạt 2 triệu con. Trong khi đó, hiện bình quân tiêu thụ heo trên địa bàn tỉnh này là 1,1 triệu con một năm, xuất cho thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 1,3 triệu con một năm, tiêu thụ ở các tỉnh lân cận khoảng 1,3 triệu con. Sản lượng xuất không bình thường, lúc tăng lúc giảm sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch là khoảng 1 triệu con một năm. Nhằm đa dạng hóa đối tượng vật nuôi và tận dụng nguồn thức ăn ven biển, năm 2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai mô hình nuôi vịt biển tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Bước đầu, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi tại đây. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình nuôi vịt biển tại xã Kỷ Hành, thành phố Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, cơ quan cũng tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 20 hộ chăn nuôi giống vịt biển Đại Xuyên 15. Tham gia mô hình, mỗi hộ được hỗ trợ 500 con vịt biển giống, hỗ trợ kinh phí thức ăn, thuốc thú y và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Sau một năm triển khai, hiện đàn vịt phát triển khá nhanh, khỏe mạnh và đã đẻ trứng. Trọng lượng vịt đạt từ 2,5 đến 3 kg. Sau 5-6 tháng chăm sóc, trứng vịt biển được các hộ dân bán với giá từ 35 đến 40 ngàn đồng một chục. Vịt thịt bán với giá 50 ngàn đồng một kg. Nhiều hộ đã nhân giống thành công và cung ứng 500 con giống cho nông dân ở huyện Lý Sơn nuôi để phát triển đàn. Từ hiệu quả của mô hình đã mở ra hướng đi mới, triển vọng cho nông dân các xã vùng biển tại Quảng Ngãi. Thưa quý vị, để cung cấp cho người tiêu dùng mặt hàng dầu đậu phộng sạch và nguyên chất, một nông dân tại xã Cam An Nam thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã sáng chế thành công dàn thiết bị ép dầu phộng khá độc đáo. Máy ép dầu đậu phộng do ông Lưu Quang Trương ở thôn Vĩnh Trung, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm sáng chế. Máy được lắp ráp từ những phế liệu của thủy lực, hệ thống gồm máy sát vỏ, máy xay đậu phộng, lò hơi và máy ép. Hạt đầu tư được bỏ vào máy để loại bỏ khoảng 80% vỏ, sau đó kiềng mịn, rồi qua lò hơi để hấp đậu và chia từng bánh nhỏ, cho vào máy ép dầu với nhiệt độ là 100 độ C. Người điều khiển chỉ cần thao tác tay đòn của các con đội thủy lực để ép dầu và không cần sử dụng điện. Ngoài ra, bã ép thừa còn có thể sử dụng cho gia súc ăn hoặc chăm bón cây trồng đều rất tốt. Thấy họ trồng đậu nhiều á, rồi hồi xưa ông bà cũng có nói là ép dầu phòng ăn tốt. Thì mình ý tưởng là mình nghĩ ra mà mình làm cái máy ép dầu
giúp đỡ bà con ở đây. Ông Trương đã mất gần 6 tháng nghiên cứu và hoàn thiện máy ép dầu đậu phộng với kinh phí khoảng 25 triệu đồng. Hiện máy đạt công suất ép 200 lít dầu một ngày và dầu được bán với giá 100.000 đồng mỗi lít. Với diện tích 1 hecta đậu ép thành dầu, lợi nhuận sẽ tăng hơn 18 triệu đồng so với bán nguyên cũ. Sáng chế này sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây đậu phộng và hiệu quả kinh tế của nhiều hộ gia đình. Thưa quý vị, nạn bạo hành gia đình đã và đang để lại nhiều mối quan tâm lo ngại cho xã hội. Không chỉ là nguy cơ đổ vỡ hạnh phúc gia đình, nạn bạo hành còn tạo ra tâm lý không tốt cho các con em. Chỉ riêng tại Hải Dương, thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ án mạng thương tâm xuất phát từ nạn bạo hành gia đình. Điều đáng buồn là giữa nạn nhân và đối tượng gây án lại là người thân thiết trong gia đình. Tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, người dân vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh về việc ông PD bị chính cháu vợ là HT, sinh năm 1995, dùng gậy bóng chày đánh liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong. Cũng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại gia đình anh TQV, sinh năm 1973 ở đường Trương Mỹ, thành phố Hải Dương, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã đánh nhau. Người con trai là TVN, sinh năm 1994 đã cầm dao đâm liên tiếp vào người bố khiến anh V tử vong. Trong các vụ án mạng xảy ra có liên quan đến bạo lực gia đình, đa phần đối tượng gây án đều chỉ là những bức xúc nhất thời, thiếu kiểm soát, nên dẫn tới những hành động bộc phát gây nguy hiểm đến tính mạng cho người thân. Rà soát để phát hiện những cái mâu thuẫn trong cộng đồng mà dễ phát sinh đến những cái hành vi bạo lực, để từ đó để phối hợp với chính quyền địa phương để có cái biện pháp giáo dục, quản lý thế và kịp thời giải quyết những cái mâu thuẫn để không xảy ra những cái hành vi bạo lực có thể dẫn đến cái tội phạm giết người. Những vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho các gia đình đã và đang xuất hiện tình trạng bạo hành. Ngoài việc vào cuộc của các cơ quan đoàn thể trong việc sớm phát hiện, kịp thời hòa giải, thiết kỷ bộ gia đình cần có cách giải quyết mâu thuẫn một cách tế nhị, khôn khéo để tránh dẫn đến các hành vi phạm tội như giết người đã từng xảy ra thời gian qua. Tiếp theo chương trình là phần tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn là Phan Văn Sơn, 32 tuổi, trú tại quận Hải An và Lưu Thị Thanh Thảo, 31 tuổi, trú phường Lâm Hà, quận Kiến An. Sơn là người đã đứng ra mua 5 doanh nghiệp cùng các công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tam Đa, đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú, đầu tư thương mại Toàn Tú Linh, Thái Hương An và Thiên Gia Hùng. Thực chất các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phép mà chỉ để làm bình phong che chắn cho hoạt động mua bán trái phép các hóa đơn giá trị gia tăng. Khi có khách muốn mua hóa đơn, Sơn đã chỉ đạo cho Thảo đóng dấu đem giao cho khách và thu tiền. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh tổng doanh số mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp do Sơn điều hành từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017 là hơn 1.000 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 8, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận đối tượng truy nã phạm tội về ma túy do Công an Trung Quốc trao trả. Đối tượng Triệu Văn Đài, sinh năm 1988, trú tại thôn Nà Va, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy được Công an Lạng Sơn triệt phá vào hồi tháng 7 năm 2016. Sau khi điều tra vụ án để bắt nhóm đối tượng thì đối tượng Đài đã bỏ trốn. Trong quá trình xác minh, phòng PC52 đã mở chuyên án truy xét mang bí số 717T và xác định được nơi lẩn trốn của đối tượng và gửi công văn hàm quốc tế đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp bắt giữ. Tổng đội phòng chống ma túy Ti Công an khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã bắt giữ được đối tượng truy nã Triệu Văn Đài tại thôn Nậm Tập, Phật Chẩu, Ninh Minh, Quảng Tây Trung Quốc và tổ chức trao trả theo hiệp ước ký giới phối hợp giữa hai nước Việt Trung. Thưa quý vị, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba đối tượng gồm Trần Nhật Kế, Lê Hồng Nhuận và Trần Đình Nghị vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sử dụng dây chuyền vàng và đá giả để lừa đảo lấy vàng thật của người dân. Trong thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 7 năm 2017, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra và bắt giữ ba đối tượng trên. Ngày 9 tháng 8, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắc Mi, tỉnh Quảng Nam vừa cho biết đã phát hiện và triệt phá một đường dây vận chuyển gỗ quy mô lớn. Tình trạng buôn bán vận chuyển gỗ trái phép đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Mới đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắc Mi, tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một vụ vận chuyển gỗ lậu quy mô lớn tại khu vực cách hai trạm kiểm lâm chỉ khoảng vài trăm mét. Đáng chú ý, thủ đoạn mới của các đối tượng là đóng gỗ thành những quan tài giả để vận chuyển.
Dịch vụ bị bắt giữ, nhưng các đối tượng chủ mưu phá rừng vẫn trốn thoát. Vấn đề đặt ra câu hỏi về hiệu quả trong cuộc chiến bảo vệ rừng. Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 8, một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng bị kiểm soát 37C-20299 đã bốc cháy khi đang đổ tại khối 4 thị trấn Quán Hành, huyện Kỳ Lộc. Nhiều người dân và các bộ vị kiểm soát Kỳ Lộc đã dùng bình chữa cháy và nước tới dập lửa. Nhưng do gió lớn, nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe. Ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt, thì công an Kỳ Lộc đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra nhiều trường hợp sử dụng phân bón kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là đối với cây hồ tiêu. Mới đây, một gia đình ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk sau khi bón phân xong thì vườn tiêu bị cháy và rụng lá, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Điều này khiến cho nông dân vô cùng lo lắng vì không biết đâu là phân bón thật, đâu là phân bón kém chất lượng. Để làm rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Gần 1.000 gốc tiêu của gia đình anh Ma Văn Phú đều bị cháy và rụng lá chỉ sau một đợt bón phân. Anh Phú cho biết, sau khi mua 5 tấn phân bón hữu cơ của một công ty cung cấp phân bón hữu cơ, gia đình đã sử dụng hết gần 2 tấn. Một ngày sau khi bón phân, vườn tiêu trở nên sơ sát như thế này. Cháy khoảng 1.000 trụ, bỏ ra thì hết cỡ 2 tấn phân. Thì hiện tại bây giờ nhà cũng còn được 3 tấn. Thì cháy thì 1.000 trụ thì thiệt hại thì rất nhiều. Thì tôi cũng không có gì hết, nhờ cơ quan chức năng giải quyết giùm tôi sớm hơn để gia đình tôi yên tâm sản xuất. Mặc dù mua phân bón với số lượng lớn, nhưng giữa anh Phú và công ty phân bón không có một hóa đơn chứng từ nào. Sau khi xảy ra sự việc, anh Phú đã báo với công ty và cơ quan chức năng lấy mẫu phân bón để kiểm nghiệm. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Chúng tôi tiến hành tức là lấy mẫu cái loại phân bón mà do người nông dân cung cấp và đồng thời gửi đi giám định. Hiện nay thì chúng tôi là cũng chưa xin được là về nhất là cái cây trồng chết là do phân bón hay là do nguồn đất. Hiện nay chúng tôi đã tiến hành tức là tạm giữ số phân còn lại. Theo thống kê của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã kiểm tra 878 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Qua đó tịch thu gần 14.000 kg phân bón nhập lậu, gần 30 tấn phân vi sinh ngoài danh mục. Mới đây nhất, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tịch thu hơn 176 tấn phân bón NPK đã hết hạn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Không ký mới các hợp đồng cho thuê đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần đầu tiên ASEAN cung cấp hàng cứu trợ cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh, nữ hành khách bị bắt vì vận chuyển ma túy hộ người tình ngoại quốc. Thận trọng để tránh mua nhầm sách giáo khoa in lậu.